chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Và trên tay mình đang là chiếc Bphone B86, cũng rất là quen thuộc rồi. Trong video trước sau cái buổi ra mắt ấy, thì mình cũng đã có cơ hội trên tay nhanh cái sản phẩm này rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ có một video mở hộp riêng. Và đây, hôm nay thì mình sẽ có một chiếc Bphone B86, cùng với đó là hộp và phụ kiện của sản phẩm này. Và trên mặt hộp của chiếc Bphone B86 đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của chiếc máy, cùng với đó là hình ảnh linh vật của Bphone, đó chính là một con báo. Ở trên màn hình nền của nó mặc định ấy, nó cũng để hình nền là hình nền con báo luôn. Và có hình ảnh ở trên mặt hộp đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần viền màn hình của nó rất là mỏng, đúng không? Kể cả là cái phần chán ở trên đây. Tuy nhiên thì thực tế thì nó sẽ như thế này. Nếu như nghiêng ra như đây thì phần chán trên đây nó không được mỏng như ở ngoài mặt hộp đâu. Ok, xàm một chút thôi. Giờ thì mình sẽ lật ra mặt sau. Ở mặt sau của chiếc máy này thì nó sẽ có những cái thông số, ví dụ như là màn hình này. Nó sẽ là một cái màn hình tràn đáy Full HD cộng này, chip 8 nhân Snapdragon 675 này, hệ điều trên nền tảng hệ điều hành là BOS. Tiếp theo thì nó có tính năng chống trộm cao cấp này. Nó cài sẵn cái tính năng bảo mật, đó chính là BKV Mobile Security. Tiếp theo thì về camera thì nó sẽ có một cụm camera kép ở phía sau 12 chấm ống kính chính này, cam phụ là 5 chấm, camera selfie là 8 chấm. Pin thì dùng thoải mái 1,5 ngày, tuy nhiên không ghi thông số ở đây. Ok, mình sẽ tiến hành khui hộp nó ra nhá. Ở bên dưới đây thì nó sẽ có một khay đựng máy này. Đó, được làm từ nhựa cứng. Tiếp theo nó sẽ có một cái hộp nữa, và cái hộp này thì nó sẽ đựng sách hướng dẫn sử dụng thôi. Kèm theo đó là một que chọc SIM. Đó. Về cái phần phụ kiện ở phía bên dưới thì sao? Ôi, mình sẽ để nó qua bên tí lắp lại sau. Nó sẽ có một sợi dây cáp, và đây sẽ là cáp mà USB Type-C. Một cái cọng cáp chuyển đổi từ cổng C ra cổng cắm tai nghe 3,5mm. Và cuối cùng là một cái củ sạc. Và củ sạc này thì nó sẽ là củ sạc nhanh, chỉ là chuẩn kích jack 3.0 mà thôi. Tức có nghĩa là 18W ở trên củ sạc này. Chiếc Bphone B86 đây thì nó hỗ trợ sạc nhanh là quick charge 4 cơ. Tuy nhiên thì củ sạc đi kèm thì chỉ là quick charge 3 thôi. Ok, đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc Bphone B86 khi mà các bạn mua cái sản phẩm này sẽ có ở trong hộp của nó. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ lại một chút về chiếc Bphone B86 này nhá. Thì mình cũng đã có một video rồi, nhưng mà mình sẽ nói lại trong cái video mở hộp ngày hôm nay. Quay trở lại với chiếc Bphone B86 đây. Ở mặt trước đây thì nó vẫn có một cái kiểu thiết kế màn hình tràn đáy, và cái phần viền hai bên cũng như phần cầm dưới đây nó được thiết kế mỏng đều nhau, rất là cân đối so với nhau. Phần viền trên đây thì nó khác biệt so với thế hệ Bphone 3 hay Bphone 3 Pro một chút, đó chính là nó mỏng hơn một chút. Nó vẫn có một cái cụm loa đàm thoại này và cụm camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel. Và chiếc Bphone B86 này thì là chiếc smartphone không có phím bấm vật lý đầu tiên. Tuy nhiên thì mình thấy nó vẫn có một cái phím cứng ở đây, mà BKV họ bảo đây là cái phím dùng để reset nhanh. Tuy nhiên thì mình thấy cái tính năng của nó ấy, thì nó cũng không khác biệt gì so với một cái phím nguồn thông thường cả. Ví dụ như các bạn vẫn có thể bấm để khóa màn hình, hoặc là bấm để nó sáng màn hình lên đó, và mở khóa vân tay. Tiếp theo các bạn giữ, nó vẫn có cái menu tắt nguồn và khởi động lại, thêm cả một cái tính năng là chụp ảnh màn hình. Nói chung là nó có khác biệt gì so với phím nguồn đâu, chẳng qua là nó có thiết kế gọi như là nó chìm hẳn nằm ở trong phần khung này. Vậy nên là khi mà các bạn nhìn ngang này thì nó không có phím cứng thật, đúng là như vậy. Tuy nhiên thì cái phím vật lý là phím tăng giảm lượng thì đã bị loại bỏ đi, thay vào đó thì các bạn sẽ sử dụng các thao tác và cử chỉ. Các bạn giữ vào cạnh bên phải này để nó hiển thị ra cái menu để các bạn có thể điều chỉnh âm lượng, hoặc là vào cái control center đó thì các bạn có thể điều chỉnh âm lượng ở đây cùng với độ sáng. Muốn điều chỉnh độ sáng thì các bạn cũng giữ ở bên cạnh trái này, nó có menu độ sáng. Còn về các cử chỉ khác, ví dụ như là đa nhiệm thì các bạn vuốt lên giữ ở giữa, rất là quen thuộc rồi, về đa nhiệm này đó. Còn về ví dụ như đang trong một app nào đấy, ví dụ đây các bạn muốn về menu thì các bạn vuốt lên, rất là quen thuộc. Tiếp theo muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn kéo lên rồi lại kéo xuống đó. Tuy nhiên thì cái thao tác phản hồi khi mà chụp ảnh màn hình với cái kiểu vuốt như thế nó hơi bị chậm một chút. Còn nếu như mà các bạn không sử dụng phím cứng để khóa màn hình thì các bạn sẽ thao tác bằng cách vuốt ra hoặc lại vuốt vào, nó đã khóa màn hình. Còn mở khóa thì các bạn sẽ double tap để nó mở sáng màn hình, hoặc là sử dụng cảm biến vân tay
ở phía mặt sau lưng đây. Tuy nhiên thì cái tốc độ nhận diện của cái cục cảm biến vân tay này thì mình thấy nó hơi chậm một chút. Nó mở khóa không được nhanh, theo cảm nhận của mình là vậy. Chuyển sang phía mặt sau đây thì nó sẽ có một cái cụm camera bếp từ với một cụm cao kép ở phía sau đây. Ống kính chính là 12 chấm, ống kính phụ là 5 chấm để hỗ trợ các bạn chụp ảnh ví dụ như macro này, xóa phông các thứ. Và cái cụm camera của chiếc Bphone B86 này thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ lấy nét dual pixel. Và đây mình sẽ thử test luôn xem nó lấy nét như thế nào, nó có nhanh hay không. Mình sẽ vào phần camera này, mình sẽ vào phần chụp ảnh. Nhanh phết các bạn ạ. Tuy nhiên thì các bạn thể nhìn thấy là cái phần màn hình nó hơi giật giật một chút không. Nhưng mà tốc độ lấy nét như này là mình thấy ok rồi. Đó, công nghệ lấy nét dual pixel. Ok, còn về phần các tính năng khác về phần camera thì trong buổi lễ ra mắt thì bác Quảng cũng đã nói khá nhiều về tính năng, nhất là tính năng khả năng chụp ảnh điện toán, nhiếp ảnh điện toán với khả năng đóng băng khoảnh khắc. Tuy nhiên thì mình cũng đang cầm chiếc máy này để trải nghiệm nên là vẫn chưa có ảnh chụp cũng như chưa test được cái tính năng này trong thực tế, thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một video sau. Cái phần cụm camera của sản phẩm này thì nó được thiết kế hơi lồi một chút và được mạ viền vàng. Phần khung viền của nó thì cũng được mạ màu vàng luôn. Chúng ta có logo bi rất quen thuộc này, cụm cảm biến vân tay một chạm. Phía bên dưới là tên mã máy, dòng chữ design by BKV này, made in Việt Nam. Với cái cổng kết nối thì chiếc máy này nó vẫn sẽ sử dụng cổng sạc, đó chính là USB-C để sạc và pin cũng như là dẫn truyền dữ liệu. Và cổng C này nó cũng kiêm luôn để làm jack cắm tai nghe luôn, bởi vì chiếc máy này nó đã bị loại bỏ đi cái cổng 3.5mm. Phía bên cạnh thì nó sẽ có một cái mic nằm thoại và loa ngoài. Chiếc máy này thì sẽ chỉ hỗ trợ một loa mono thôi. Ở phía cạnh bên trên đây thì nó sẽ có một cái mic phụ để thu âm. Còn về thông số kỹ thuật màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có kích thước là 6.1 inch, độ phân giải là Full HD+, tấm nền là tấm nền IPS LCD và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Còn về cấu hình thì chiếc Bphone B86 này nó được trang bị con chip đến từ Qualcomm, một chip tầm trung thôi. Đó chính là con chip Snapdragon 675 đi kèm với dung RAM chỉ là 4GB thôi. Tất cả các phiên bản đều sẽ chỉ có duy nhất bộ nhớ RAM là 4GB với chuẩn là LPDDR4X. Bộ nhớ trong của chiếc Bphone B86 này thì sẽ là 64GB. Chưa rõ nó là chuẩn US bao nhiêu nhưng mà mình nghĩ nó chắc chỉ là US 2.1 mà thôi. Cùng với viên pin có dung lượng chỉ là 3000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4. Tuy nhiên thì củ sạc đi kèm theo hộp của nó chỉ là Quick Charge 3.0 mà thôi. Về phần mềm thì hiện tại chiếc Bphone B86 này nó được chạy ở trên giao diện BOS 8.6 và nó được tùy biến ở trên nền tảng Android là Android 9 mà thôi. Khá đáng tiếc khi mà hiện tại thì những sản phẩm mới ra mắt thì nó đều được chạy Android 10, thì riêng chiếc Bphone B86 này thì nó vẫn được chạy Android 9. Về các tính năng khác thì chiếc máy này nó có khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP68+, nhưng mà thực chất ra thì nó vẫn chỉ là cái chuẩn kháng nước kháng bụi theo IP68 thôi, và nó có thể sống sót dưới nước ở độ sâu 2m trong vòng 30 phút. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài mở hộp cũng như là chia tay nhanh cái sản phẩm này. Thì hộp và phụ kiện của nó thì cũng chỉ đơn giản vậy thôi, bao gồm sạc cáp, một cái cổng chuyển đổi và không có tai nghe. Chắc có lẽ là Bphone sẽ bán riêng tai nghe, và trong buổi lễ ra mắt thì họ đã nhá hàng một cái tai nghe, đó chính là Airby. Và các bạn có thể thấy là cái thiết kế của tai nghe đấy nó khá là giống so với chiếc AirPods Pro của Apple. Và các bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc Bphone B86, và hiện tại thì nó đang được bán với mức giá chính hãng là 8.990.000 đồng, thì nó có xứng đáng để các bạn chọn mua nó hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ, thì xin chào và hẹn gặp lại.